Chào mừng các bạn đến với video clip giới thiệu về bộ đồ chơi cờ caro tổ ong của công ty Tiên Đông chúng tôi. Cờ caro tổ ong lấy ý tưởng từ trò chơi caro truyền thống nhưng tiện lợi, đẹp đẽ và ưa nhìn hơn, với một bàn cờ hình tổ ong không thấm nước và các quân cờ hai màu vàng xanh đựng trong một hộp nhựa kiểu dáng độc đáo. Bộ cờ được sản xuất với chất liệu an toàn, được giám định bởi Trung tâm 3. Bộ cờ caro không chỉ là bộ đồ chơi dành cho trẻ con mà còn phù hợp cho mọi lứa tuổi. Dù bạn là bất kể ai, thì chỉ cần bạn là người yêu thích các trò chơi tư duy động não đều có thể chơi trò chơi này. Sau đây là những lợi ích mà bộ cờ caro tổ ong mang lại. Đối với các bé thì giúp phát triển tư duy logic và tư duy không gian, giúp bé rèn luyện tính kiên nhẫn và phẩm chất khéo léo. Không những thế, còn kích thích sự sáng tạo và tăng khả năng toán học. Ngoài ra giúp bé hạn chế thời gian sử dụng smartphone, máy tính bảng. Còn với người lớn thì giúp giải trí thư giãn, giúp làm chậm quá trình suy giảm trí nhớ và giúp gắn kết tình thân gia đình bạn bè. Hôm nay thì mình sẽ lại đem tới cho các bạn một board game do chính người Việt sản xuất đấy nhé, đó là cờ caro tổ ong. Từ bây giờ thì cùng xăm soi thiết kế nhé. Thì chúng ta có cờ tổ ong này, cờ caro tổ ong với độ tuổi trên 4 tuổi này, hai người chơi và một game diễn ra 3 đến 5 phút này. Bên trong chúng ta gồm một hộp cờ và một bàn cờ. Đó, thiết kế hộp cứng. Đằng sau có ghi các thế cơ thắng. Ở đây chúng ta sẽ có ghi luật chơi và điều kiện để chiến thắng. Bên trong cờ chúng ta sẽ có hai màu và hình tổ ong rất là đẹp. Người xuất phát sẽ bắt đầu ở đây, từ người một đánh như xco vậy. Chơi trò này cực kỳ đơn giản, nó như xco vậy. Mỗi người đánh một lượt, người quân vàng, người quân xanh, sau đó thì tạo nước năm. Và chiến thắng, hoặc nước 6. Chỉ cần đạt như thế này, dù bất cứ quân nào xung quanh, các bạn đều có thể chiến thắng. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip này.